Nam Mô A Di Đà Phật. Hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay có cô Lê Ngọc Lan ở bên Mỹ, dù ở nơi gắt xa nhưng mà cô vẫn thương cho cậu Thịnh. Cậu là người khiếm thị, khi mà ánh sáng đã rời đi, sống trong cuộc đời tăm tối. Nay có món quà yêu thương của cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ xin trao tặng cho cậu Thịnh là người khiếm thị 500.000. Cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả, từ bi của cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ rất là nhiều. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình của cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ, sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh, gia hộ cho gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ nhiều bình an, nhiều sức khỏe để cô có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Nay xin trao tặng món quà 500.000 cho cậu Thịnh trong cái lúc hoạn nạn khó khăn này. Cậu không có đi bán vé số được mà được sự hỗ trợ của cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ tặng cho cái số tiền 500.000 để mua gạo ăn. Cảm tạ và tri ân tấm lòng từ bi của cô rất nhiều. Mời cậu Thịnh gửi lời cho cô Lê Ngọc Lan đi. Nói đi. Tôi là Cao Tuấn Thịnh, 48 tuổi. Tôi chân thành cảm ơn cô Lê Ngọc Lan đã cho tôi số tiền 500.000 trong mùa dịch. Tôi không buôn bán được. Chân thành cảm ơn cô và chúc gia đình cô vạn sự như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của cô Lê Ngọc Lan rất nhiều, thương cho hoàn cảnh của cô cậu Thịnh là người khiếm thị.